bị xuyên không mà phải giúp cho cô gái lấy được lòng hoàng thượng thì mới có thể trở về đầu bừa tóc rối còn có thêm mấy cái lá ở trên dùng lược để chải thì không thể nào chải được tại vì tóc quá rối cá này nhìn nhức đầu đó nhưng mà không có làm khó được spa của mình đâu đầu tiên thì mình sẽ đi gội đầu trước nha vì tóc khá dày cho nên mình sử dụng cái lược gội đầu này nè nhưng mà với cái tóc quăng như vậy thì làm sao lấy được lòng hoàng thượng đừng lo nha spa của mình có cái kem dưỡng này nè đảm bảo khi dùng lên các bạn duỗi ra một cái là bao phẳng luôn nhưng mà phải có một cái máy duỗi như vậy nhé chứ dùng cái kem dưỡng xong mà không có duỗi ra thì cũng quăng như vậy thôi bây giờ sẽ tới bước trị mụn mình dùng cái cây nặng mụn như vậy nè vì lần này xuyên không không có mang được nhiều đô nên mình có gì thì dùng tạm cái đó đi nhưng mà cái cây lấy mụn cũng khá là ổn chưa đầy 2 phút là đã xong rồi càng ngày càng thấy đẹp ra nha cùng đếm ba hai một thấy được cái khuôn mặt mới cũng may là mình có mang một cái mặt nạ về chứ không thôi mấy cái vết thâm mắt này không biết khi nào mới hết luôn trong cái mặt nạ còn có hai